kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển ngoại khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh tăng cường, sau đó có cường độ ổn định. Từ ngày mai 25 tháng 12, áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh, chỉ có mưa nhỏ vài nơi ở ven biển, trời khô hanh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, nên nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi Tây Nguyên đang có xu hướng giảm, trời lạnh hơn. Tuy nhiên nhìn chung thời tiết nơi đây không có sự thay đổi gì đáng kể, vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng. Chính vì vậy, đây sẽ là nơi lý tưởng cho du lịch. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị một điểm du lịch tại Tây Nguyên, đó là thác Liêng Nung hay còn gọi là thác Diệu Thanh thuộc địa phận huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông. Thác nằm cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 8 km, là một trong những ngọn thác đẹp và thơ mộng. Men theo con đường mòn uốn lượn dẫn lên đỉnh thác, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng trùng điệp, tiếng chim hót vèo von và tiếng gầm vang của dòng thác đang tuôn trào xuống vực sâu. Dưới chân thác là một khoảng không gian mênh mông nước, nổi lên nhiều mô đá nhấp nhô, tạo nên hàng trăm dòng chảy dài nhiều hướng. Ở đây, du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn ngay dưới những bóng cây cổ thụ xum xuê cành lá. Nơi chân thác còn có buôn làng người Mơ Nông, người Mạ vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Vào những ngày lễ hội, chân thác còn là nơi trình diễn cồng chiêng và múa hát. Đây cũng là dịp để du khách được mời tham gia lễ hội cùng với dân làng, sau đó được già làng kể cho câu chuyện cổ của người Mơ Nông và gốc tích tên thác Liêng Nung. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi thời tiết của các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc gây rét đậm rét hại. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 20 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 6 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 10 độ, với độ ẩm xấp xí rất cao là 100%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ duy trì mức từ 7 cho đến 10 độ, với độ ẩm khoảng 90%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hà Giang, không mưa có sương mù trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là 10 độ và cao nhất là 19 độ, độ ẩm khoảng 50%. Tại Hạ Long có mưa nhỏ, trời lạnh về đêm với mức nhiệt dao động từ 15 cho đến 19 độ, với độ ẩm là 70%. Tại thành phố Hải Phòng có mưa nhỏ, trời rét về đêm và có sương mù, nhiệt độ trong ngày từ 15 đến 20 độ, với độ ẩm là 70%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ, cao nhất là 15 độ với độ ẩm khoảng 60%. Tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 20 độ với độ ẩm khoảng 90%. Còn tại Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ, cao nhất là 23 độ với độ ẩm là 90%. Thành phố Đà Nẵng có mưa nhỏ và trời lạnh, biên độ nhiệt là từ 23 đến 27 độ với độ ẩm khoảng 80%. Tại phố cổ Hội An có mưa nhỏ và trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 26 độ với độ ẩm là 80%. Còn tại khu du lịch Cáp Treo Bà Nà trời không mưa và rét, nhiệt độ duy trì mức 15 đến 19 độ với độ ẩm là 80%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, thời tiết có mưa rào nhẹ vài nơi với gió đông bắc cấp 3. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 31 độ với độ ẩm khoảng 80%. Tại khu du lịch Mũi Né, nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 31 độ, độ ẩm là 60%. Còn tại thành phố Vũng Tàu, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 32 độ với độ ẩm là 60%. Khu vực Tây Nguyên ngày mai mây thay đổi, chỉ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hơn với gió đông bắc cấp 3. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 27 độ, với độ ẩm là khoảng 60%. Tại Buôn Mê Thuật, nhiệt độ dao động trong khoảng 20-27 độ, độ ẩm là 65%. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ về đêm là 16 độ và ban ngày là khoảng 21 độ với độ ẩm là 60%. Thời tiết Nam Bộ vẫn còn khô hanh nhưng nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm, trời se lạnh về đêm và thích hợp cho các hoạt động vui chơi lễ hội trong đêm Giáng sinh. Ngày mai trời sẽ có sương mù nhiều hơn và ảnh hưởng đến giao thông của người dân. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, cao nhất là 33 độ với độ ẩm khoảng 50%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày là từ 25 cho đến 32 độ với độ ẩm là 60%. Còn ở khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ với độ ẩm là 70%. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật trên cấp 7 biển động. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 25 độ, cao nhất là 30 độ, với độ ẩm khoảng 75%.
Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông đến đông bắc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất ở Phú Quốc là 26 độ, cao nhất là 31 độ với độ ẩm khoảng 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!